Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong những cái video lần trước thì em cũng đã giới thiệu với các bác một số cái mẫu xe đạp touring gian có giảm xóc như là XCR 3500 màu xám, và trong cái video này thì em lại có về một chiếc gian XCR 3500 nhưng mà màu trắng, và bây giờ em sẽ tiến hành quay đánh giá chi tiết các cái cấu tạo, các cái phụ tùng của chiếc xe này. Vâng, và trong khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy một chiếc tổng thể của chiếc xe đạp touring gian XCR 3500. Thì trong cái video trước thì ở trên kênh em thì em cũng đã có một số cái video nói về dòng XCR này, nhưng mà nó là màu khác, và trong đây tiện với hôm nay về em về chiếc màu trắng thì em có làm video này để các bác xem cái màu trắng của nó như thế nào. Là giờ tổng thể thì vẫn là khung nhôm thôi, con này là có dòng cao cấp rồi nên là khung nhôm, mối hàn nhôm mà. Mối hàn vảy cá để khung nhôm rất nhẹ và được mang cái công nghệ là alu XX của dòng Giant, rất là nhẹ và bền. Mang cái model là XCR 3500 thì các bác có thể Google thêm về cái, tìm hiểu thêm về cái model này. Đằng trước của chúng ta thì được trang bị một cái đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano, và đi kèm với đó là một cái gạt đĩa. Đằng sau thì chúng ta có một cái líp thả 9 tầng và bộ đề cũng là bộ đề chuyển líp là Alivio. Bánh của chiếc này là bánh dòng bánh 700C, nhưng mà quả to là quả đây, em đang nhìn thấy đây là quả 700 x 38C, quả 700 x 38C. Máy ơ là cũng của Giant luôn. Xe mà mới về nó hơi bẩn bẩn, em chưa rửa. Size của chiếc xe này là size M, phù hợp với những người cao từ 1m62 cho 1m75. Về phần yên thì em thấy khá là đẹp, không có vết xước nào lớn cả, vết rách nào lớn cả. Phanh đĩa Shimano. Đùi bên này cũng là đùi Shimano này. Về phần sơn thì em thấy là sơn này nó có đẹp tới khoảng 80% thôi. Nó không có vết xước lớn nhưng mà nó không còn được bóng bẩy 80%. Không có vết xước nào lớn nhưng mà cũng không bóng bẩy lắm. Phanh dầu Shimano. Đằng trước đĩa cũng là đĩa phanh Shimano luôn. Mayer là Mayer Cero. Mayer Cero của hãng Cero, nhưng mà do hãng Giant đặt cho nên là nó chỉ có chữ Cero bên nhỏ này, và của Giant. Giảm xóc là giảm xóc nhún thủy lực dầu, có khóa hành trình trên vai bên phải, khóa cứng bên tay phải. Đây là chúng ta đi đến phần ghi phốt của chiếc xe. Tay chuyển số cũng là tay chuyển số Shimano Alivio 9 tốc độ bên tay phải để chuyển níp đằng sau, và tay 3 tốc độ để chuyển đĩa đằng trước cũng của Shimano Alivio. Phanh dầu là Shimano, tất cả là chính hãng. Và chiếc xe này là nguyên bản 100%. Độ mới thì theo em đánh giá là khoảng 70-80%. Mà nhiều bác cứ hỏi là em ơi con này nó mới khoảng bao nhiêu phần trăm thì em áng áng thôi nhá. Cái này thì áng áng khoảng 80%. Màu trắng. Bác nào mà thích thì liên hệ với em. Vâng, và em đã đánh giá xong cái cấu tạo chi tiết của chiếc xe đạp touring có giảm xóc gian XCR 3500 màu trắng. Và nếu các bác nào quan tâm đến chiếc xe đạp thì hãy ấn nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943, hoặc là các bạn hãy, nếu mà quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác, các cái hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng, thì các bác hãy ấn kết bạn với em trên Facebook qua tài khoản Kiên Xe Đạp, và ở trên YouTube thì các bác tìm Xe Đạp Hải Phòng và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký các bác ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video em đăng lên trên kênh. Vâng, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.